Kính thưa quý vị, Thống đốc tiểu bang New Jersey an ủi nạn nhân của cơn bão Sandy, tin từ Atlantic City. Thống đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie, dùng máy bay quan sát đánh giá sự thiệt hại một ngày sau khi cơn bão Sandy tấn công bờ biển miền đông Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, Thống đốc Christie đi thăm bờ biển của New Jersey, một nơi mà trung tâm của cơn bão Sandy đổ bộ vào và làm thiệt hại tới nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Một thảm họa lớn đã được công bố tại tiểu bang New Jersey, nơi mà có hàng triệu dân chúng bị mất điện. Tại các nơi ông đi thăm, Thống đốc Christie chào đón những nhân viên cứu trợ và dân cư, hầu hết còn đang kinh ngạc về sự tàn phá to lớn của cơn bão. Mặc dù là người thường hay chỉ trích chính sách của Tổng thống Obama, Thống đốc Christie đã khen ngợi Tổng thống Obama về sự chú tâm về cơn bão của Tổng thống. Thống đốc Christie cho biết rằng, ông đã nói chuyện với Tổng thống Obama qua điện thoại và Tổng thống cho biết rằng Tổng thống đã biết tiểu bang New Jersey bị thiệt hại nặng nhất và Tổng thống cương quyết chung sức với chính phủ tiểu bang New Jersey để xây dựng lại những gì đã bị hủy đi. Thống đốc Christie đã tỏ lời cảm ơn Tổng thống Obama. Sáng hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2012, Tổng thống Obama và Thống đốc Christie cùng đi thăm các vùng bị tàn phá tại tiểu bang New Jersey.